Mặc dù ngày mai mới là ngày nghỉ lễ Tết cuối cùng nhưng mà do quan niệm mùng 6 tốt ngày nên là hôm nay thì lượng người từ các tỉnh thành trở về Hà Nội đã khá đông. Lượng người và phương tiện gia tăng đã làm xuất hiện tình trạng vòng vo đón khách. Một số tuyến đường cửa ngõ đã rơi vào tình trạng ùn ứ. Tại bến xe Giáp Bát dù mới đầu giờ sáng song lượng người và phương tiện ra vào bến đã khá đông. Nhiều người dân do biết họ lựa chọn ngày hôm nay để trở về Hà Nội vì theo họ mùng 6 là ngày tốt cho mọi cuộc khách hành. Số khác thì muốn lên sớm một ngày để có thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một năm làm việc và học tập mới. Theo đại diện bến xe Giáp Bát, trong ngày hôm nay và ngày mai, mỗi ngày có khoảng trên dưới 20.000 người đến bến, tăng hơn 20% so với ngày thường. Còn tại bến xe Mỹ Đình, đến trưa lượng người đã đông hơn nhiều. Thời tiết nóng bức khiến hành trình trở về thủ đô của nhiều người thêm khó khăn. Theo các bến xe, chiều nay và cả ngày mai lượng người sẽ tăng cao, do đó dễ xảy ra tình trạng nhồi nhét khách. Thời điểm đông nhất là từ 15 đến 17 giờ chiều ngày mai 14 tháng 2. Cũng trong ngày hôm nay, do lượng người phương tiện gia tăng khiến giao thông tại một số tuyến đường cửa ngõ trở nên khó khăn. Tại tuyến đường vành đai 3 trên cao, một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô đã khiến tuyến đường này ùn tắc kéo dài hàng km trong gần 3 tiếng đồng hồ.